Mời vào. Anh gọi tôi có việc gì đấy? Nhân viên bạn nói với chủ tịch như vậy à? Anh nhìn anh xem có ra dáng chủ tịch hay không? Nhìn tôi có điểm nào không ra dáng chủ tịch à? Chủ tịch gì mà suốt ngày bắt nạt nhân viên như anh? Ai là người gây sự trước? Đúng là đồ nhỏ nhen. Thôi được rồi, cô thích nói sao cũng được. Tôi có việc giao cho cô làm đây. Việc gì đấy? Ngày mai cô đi gặp đối tác ký hợp đồng cùng tôi. Anh nói cái gì cơ? Tôi đi ký hợp đồng với anh á? Sao thế? Cô không thích à? Nhưng mà sao tự nhiên anh lại bắt tôi đi ký hợp đồng với anh? Cô là nhân viên của tôi giao nhiệm vụ cho cô không có quyền từ chối. Nhưng mà tôi đã đi ký hợp đồng bao giờ đâu? Chưa đi thì bây giờ đi cho biết. Này, anh lại đang bày trò gì để chơi xấu tôi đúng không? Cô nghĩ tôi xấu xa đến mức vậy cơ à? Anh còn hơn thế nữa ấy. Được thôi, vậy thì tôi sẽ cố gắng để cô không phải thất vọng về sự xấu xa của tôi. Đồ điên. Cô nói ai điên? Tôi nói tôi được chưa? Này, chủ tịch bảo em gì đấy? Anh ấy bảo em là ngày mai đi ký hợp đồng với anh ấy. Thật á? Em nói đùa chị làm gì? Thích thế nhở? Ước gì mình cũng được chủ tịch quan tâm như thế. Hay là để em bảo anh ấy cho chị đi thay em nhá? Thôi, ai lại làm thế? Được người ta chủ động mới thích. Chứ đi thay thế cho người khác thì còn gì là thú vị nữa. Chị ấy, kiểu gì chị cũng nói được. Mà này, đây là cơ hội tốt đấy. Em phải nắm bắt lấy. Không phải ai cũng được ưu ái như em đâu. Em chẳng thấy mình được ưu ái cái gì hết. Chỉ thấy bị bắt nạt thôi. Đấy là em suy nghĩ tiêu cực nên mới vậy thôi. Bây giờ mình phải thay đổi cách suy nghĩ đi. Mình phải tích cực lên. Em thấy không? Chủ tịch làm gì bắt nạt ai ngoài em đâu. Đấy chính là cơ hội của em đấy. Thôi, em không cần cơ hội đấy đâu. Mệt mỏi lắm. Đúng là kẻ ăn công hết người lần chẳng ra. Sao? Có chuyện gì không nói được ở công ty mà phải lôi anh ra tận đây thế này? Anh cứu em với. Em không thể sống như thế này được nữa đâu. Là chuyện của em với chủ tịch à? Vâng. Anh làm sao giúp em tránh xa anh ta đi. Chứ không em stress lắm. Ca này thì hơi khó. Anh chỉ là trưởng phòng thôi, không làm gì được đâu. Em tin là anh sẽ có cách mà. Chỉ có một cách duy nhất thôi. Là cách gì hả anh? Đó là em phải nghỉ làm ở đây. Ồ, rồi ạ. Cái đấy là bước đường cùng rồi. Anh nghĩ cách khác cho em đi. Mà anh thấy chủ tịch cũng hiền mà, có đến nỗi nào đâu. Thế mà còn hiền. Mọi người bị làm sao ấy nhở? Đấy là do em nghĩ tiêu cực thôi. Mình phải nghĩ tích cực lên. Sao anh nói chuyện giống chị Tuyết thế hả anh Hùng? Tuyết nó cũng nói vậy à? Hai người nói y hệt nhau luôn ấy. Thì điều đó càng chứng tỏ em nên suy nghĩ tích cực lên, đừng có suy nghĩ nhiều quá. Nhưng mà em mệt mỏi với ông ấy lắm rồi. Thì cũng tại em mà ra chứ ai. Thì lúc đánh ông ấy, em có biết ông ấy là chủ tịch đâu. Với lại trông ông ta cứ như là trộm ấy. Em phòng vệ là đúng rồi còn gì nữa. Kể ra anh thấy hai người cũng có duyên đấy chứ. Biết đâu sau này em lại yêu chủ tịch thì sao? Anh nằm mơ đấy à? Còn lâu em mới yêu anh ta nhá. Không nói trước được điều gì đâu. Thôi thôi thôi, anh đừng có nói nữa. Nói nữa là em bực thêm đấy. Thôi được rồi. Mà ngày mai đi ký hợp đồng, em đã chuẩn bị gì chưa? Chuẩn bị gì ạ? Thì đây là lần đầu mình đi ký hợp đồng với chủ tịch. Em cũng phải trang điểm, váy vóc một tí cho nó tươi tắn, để mình còn gây ấn tượng nữa chứ. Em chẳng có tí tâm trạng nào cả. Đúng là kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra. Ô, lại nói giống chị Tuyết nữa. Giống á? Giống, rất giống luôn. Lát nữa gặp đối tác, cô nhớ chào hỏi cho đàng hoàng nhá. Tôi biết rồi, anh không cần phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần như thế đâu. Lúc tôi bàn hợp đồng với anh ta, cô không cần làm gì cả, cứ ngồi im thôi. Nhưng mặt lúc nào cũng phải tươi cười, nhớ chưa? Anh nói lần này là lần thứ 5 rồi đấy. Đầu óc tôi có phải bã đậu đâu mà không nhớ. Thế thì tốt. Mời vào.
Anh Cường, lâu quá không gặp. Chào anh, hôm nay được gặp anh đúng là tôi rất vui đấy. Mời anh ngồi. Cảm ơn. Này cô, cô làm sao thế? Mau chào hỏi người ta đi. Xin lỗi anh, đây là nhân viên của tôi, lần đầu đi ký hợp đồng nên chắc là hơi run ạ. Không sao, mời cô ngồi. Em cảm ơn ạ. Quay lại chào hỏi cho tử tế đi. Cô là cô à? Em tự nhiên em đau bụng quá, em xin phép ra ngoài trước ạ. Anh quen cô ấy à? Hôm trước chính cô ta là người đã đâm vào tôi rồi bỏ chạy đấy. Cô cũng đáo để thật đấy. Đâm vào người ta rồi bỏ chạy à? Thì tôi có muốn thế đâu. Nhưng mà tại anh ta đi sai làn đường, tôi không phanh kịp nên tôi mới đâm vào ấy chứ. Thế tại sao khi nãy cô không thanh minh mà lại bỏ chạy? Tôi mà ở thanh minh thì anh có tin tôi không? Không. Đấy, thế thì tôi còn ở đấy làm gì cho khó xử ra? Nhưng mà cô đi rồi, cô dồn hết cái sự khó xử đó cho tôi đấy. Thế anh có ký được hợp đồng không? Tất nhiên là có rồi. Dù sao bên họ cũng cần chúng ta mà. May quá. Không may đâu. Về công ty tôi sẽ xử cô. Này, anh có nghĩ chủ tịch thích cái Ngọc Anh không? Anh không biết nữa. Nhưng có vẻ chủ tịch đối với Ngọc Anh đặc biệt lắm. Em thì nghĩ chủ tịch chỉ giả vờ bắt nạt nó thế thôi, chứ thực ra trong lòng là đang thích nó đấy. Thôi kệ đi, chuyện của chủ tịch á, mình đừng nên bàn tán. Nếu không đến tai thì mệt lắm. Anh sợ cái gì? Anh em mình nói chuyện ở đây, làm gì có ai nghe thấy đâu mà lo. Mà không biết là hôm nay hai người họ đi ký hợp đồng sao rồi nhỉ? Anh Hùng, em gửi anh đơn xin nghỉ việc ạ. Sao thế? Sao tự nhiên lại nghỉ việc? Tại vì em thấy là em không làm được ở đây nữa anh ạ. Em không vừa lòng chuyện gì? Hay là có ai bắt nạt em à? Dạ không ạ, chỉ là em muốn nghỉ thôi. Có phải là chuyện của em và chủ tịch không? Là việc cá nhân của em thôi. Anh nhận đơn giúp em. Em cảm ơn anh ạ. Anh vừa nói chuyện với chủ tịch rồi, nhưng mà anh ấy không đồng ý đâu. Sao thế ạ? Chủ tịch nói là lý do của em không thuyết phục, cho nên chủ tịch không cho em nghỉ. Anh ta lấy cớ giữ em lại để hành hạ em thì có. Em đừng nói thế, đến tai chủ tịch thì không hay đâu. Em đã nộp đơn rồi thì em sẽ không thay đổi quyết định đâu anh. Anh ta không đồng ý thì kệ anh ta. Em cứ làm theo đúng quy định của công ty là xin nghỉ trước 1 tháng là được ạ. Thôi được rồi, tạm thời cứ như vậy đi. Nhưng mà anh mong em suy nghĩ kỹ lại. Vâng, em cảm ơn anh. Mời vào. Chủ tịch ạ. Cô ấy nghỉ việc rồi. Dạ vâng, Ngọc Anh nằm nốt ngày hôm qua là cô ấy nghỉ rồi ạ. Nghỉ mà cũng không chào mình 1 tiếng. Đúng thật là. Chủ tịch nhớ Ngọc Anh rồi ạ? Ăn nói vớ vẩn. Tôi thì nhớ gì cô ta. Vâng, em lỡ lời, em xin lỗi chủ tịch ạ. Nhưng mà cậu có biết cô ấy nghỉ việc ở đây thì sẽ làm ở đâu không? Dạ không ạ. Cậu điều tra cho tôi đi, cô ấy nghỉ việc ở đây thì sẽ làm việc ở đâu, rồi báo cho tôi biết nhé. Dạ vâng, em xin phép ạ. Thế công việc của em ở chỗ mới có ổn không? Trước mắt thì cũng ổn, nhưng mà em mới đi làm được có 2 ngày, sau này thì chưa biết thế nào. Em nghỉ ở công ty mình, chị là chị thấy tiếc thay cho em đấy. Đang làm chỗ ngon, tự nhiên lại phải đi chỗ khác. Thì biết làm sao giờ, cuộc sống mà, đâu phải chuyện gì mình muốn cũng được đâu. Mà chị thấy chủ tịch Cường không phải ghét em đâu, mà anh ấy chỉ hơi trêu ghẹo em 1 tí thôi. Em cũng biết thế, em cũng thấy anh ấy là một người tốt,
Cái con bé này biết thế mà lại còn rời đi. Em mà ở lại á, có khi có cơ hội trở thành phu nhân chủ tịch đấy. Đấy chính là lý do em sợ nhất đấy. Vì vậy em mới phải rời đi. Thế là sao? Sợ cái gì? Em sợ anh ấy thích em. Cái con bé này đúng là người giỏi. Được chủ tịch thích mà lại sợ à? Tuy anh ấy là người tốt, nhưng mà anh ấy đang ở một vị trí quá cách biệt với em. Ở cạnh những người như thế, em cảm thấy áp lực lắm. Ôi giời ạ, đúng là con dở hơi. Người ta thấy người giàu, người ta bám không được. Đằng này mày lại né tránh. Chủ tịch ạ. Tôi có làm phiền hai người không? Anh đến đây làm gì? Tôi chỉ đi ngang qua đây và vô tình gặp cô thôi. Hôm nay cuối tuần cô cũng rảnh rỗi nhỉ? Vâng ạ. Mà tự nhiên em nhớ ra là em có việc bận. Em xin phép chủ tịch ạ. Ngọc Anh lát về sau nhé, chị về trước đây. Ok chị Tuyết, chị bỏ rơi em đấy à? Chủ tịch nói chuyện với Ngọc Anh lát về sau, em xin phép ạ. Sao cô lại nghỉ việc thế? Thì tôi ghét anh nên tôi nghỉ thôi. Nếu ghét tôi thì cô nên nghỉ từ lâu rồi mới phải. Thì bây giờ tôi không chịu đựng được nữa nên tôi nghỉ. Có vấn đề gì à? Cũng có chút vấn đề. Cô nghỉ rồi thì tôi thấy công ty này cũng hơi buồn chán. Anh coi tôi là cái trò tiêu khiển để mua vui cho anh đấy à? À không, cô như cái loa phát thanh ấy, nghe nhiều thì đau đầu, mà không nghe thì lại thấy thiếu thiếu. Thế thì anh đi tìm người khác về mà làm loa phát thanh cho anh đi. Thôi, cô về công ty làm đi, tôi sẽ tăng lương cho cô. Anh không cần phải dụ dỗ, tôi không về đâu. Cô cứng quá nhỉ? Không cứng thì để anh ngồi lên đầu tôi à? Nói vậy thì thôi. Thôi thì thôi. Ô, ai tặng quà mình thế nhở? Người yêu của cô tặng đấy. Này, anh nói gì thế hả? Người yêu tôi là ai? Mà tôi có người yêu khi nào? Tôi. Này, tôi là người yêu anh khi nào? Anh đừng có tưởng tôi nhận lời đi làm lại là anh muốn nói gì thì nói nhá. Thì bây giờ chưa phải, sau này sẽ phải. Tôi cứ nhận trước như vậy, có làm sao đâu. Anh nói vậy là có ý gì? Như vậy vẫn chưa đủ rõ ràng à? Là anh thích em, anh yêu em đấy. Này, anh nói vớ vẩn cái gì đấy? Anh không hề nói vớ vẩn, đó là sự thật. Em có thích món quà đó không? Không. Cái gì là của anh thì tôi đều không thích. Rồi em sẽ phải thay đổi thái độ với anh thôi. Vì sao? Bằng sự chân thành của anh. Anh mà cũng có sự chân thành á? Có chứ sao không. Thôi anh đi về làm việc đi, tôi không muốn nói chuyện với anh nữa. Anh mà còn đứng đây nói nhảm nữa là tôi nghỉ việc đấy. Em cứ làm việc đi, tối anh sẽ đón em đi ăn. Này, anh bị làm sao đấy? Tôi có phải người yêu anh đâu mà anh đến đón tôi. Bây giờ chưa phải, nhưng sau này sẽ phải. Cứ đón dần cho quen. Anh đúng là cái đồ mặt dày. Đẹp trai không bằng trai mặt, nhưng may mắn anh có cả hai. Tôi mặc kệ anh đấy. Đúng là hết nói nổi mà.